Rồi, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat nha. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái thông tin mới để anh em có động lực đây. Và một học viên mới gửi tôi một kết quả thì hôm nay mới có thời gian để đăng lên cho anh em chiêm ngưỡng. Đó là anh đã tạo được 35.447 lượt tiếp cận trên Instagram từ free traffic nha các bạn, từ free traffic sau 22 giờ. Đó, thì trong video này thì tôi chia sẻ cho anh em về cái chiến lược mà anh đấy đang áp dụng. Đó, thì các bạn có quan tâm về cách làm này không nào? Đây thì các bạn nhìn thấy nha, anh ấy tiếp cận được 35.000 này 447 lượt tiếp cận mới ở đây, và 99% không có đến từ những người đang theo dõi anh ấy trước đấy. Đó, thì đây là free traffic nha các bạn. Và lần trước Sơn có chia sẻ với các bạn một cái điều, đó chính là cái Instagram á, nó rất tuyệt vời. Nó sẽ là một cái kênh, nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái nguồn traffic hoàn toàn miễn phí. Đó, mà chúng ta không cần phải chạy quảng cáo hay là làm bất kỳ có một cái kênh lớn gì cả, nhưng chúng ta vẫn có thể tạo được cái free traffic này nó kéo đến. Không, bạn hình dung mà xem, một cái Instagram, một tài khoản Instagram 10.000 follow mà chỉ có 1.000 lượt like, nó sẽ không bằng một cái tài khoản Instagram 1.000 lượt follow mà có được 1.000 like. Thì cái tài khoản này á, lúc anh ấy chia sẻ Sơn á, thì nó chưa được 1.000 lượt follow nha các bạn, nó khoảng 5-600 lượt follow thôi, nhưng nó đã tạo được 1.200 lượt like đó, và được 35.000 lượt tiếp cận, và trong khoảng 22 giờ đồng hồ thôi nha các bạn. Đây này, thì có một vài cái hình ảnh mà Sơn nó chụp lại nhá. Đó, thì cái ngách anh ấy làm một cái gì thì mình cũng tạm thời mình chia sẻ, không có chia sẻ ở đây nha các bạn. Bởi vì nếu như bây giờ tất cả hàng nghìn người chúng ta cùng làm một cái ngách thị trường á, thì nó sẽ bị bão hòa mất. Để cho nên các bạn cần phải tự sáng tạo, các bạn cần phải tự tìm ra cho mình một cái sản phẩm, một cái ngách thị trường phù hợp. Được chưa? Đó, cái kênh Instagram thì mình che đi rồi. Đó, được chưa các bạn? Nên các bạn đừng hỏi Sơn là cái kênh Instagram là gì. Đó, thì trong 24.000 lượt tiếp cận đây, đây là cái hình ảnh mà anh ấy gửi cho Sơn trước đó. Hình ảnh trước đó, hình ảnh này là hình ảnh cập nhật gần đây nhất. Đó, thì có 137 lượt truy cập vào cái trang cá nhân, mà 24.000 lượt tiếp cận, 137 lượt truy cập vào trang cá nhân. Đó, thì anh ấy chụp cái màn hình lại này. Cái sản phẩm mà anh ấy đang làm là về sản phẩm về giảm cân nha các bạn. Đó, các bạn tùy, các bạn có thể chọn là keto diet, hay là các bạn có thể chọn về chủ đề internet marketing, các bạn có thể chọn về chủ đề hôn nhân gia đình, hay chủ đề về hẹn hò, chủ đề về thành công, chủ đề về phát triển bản thân, tùy các bạn. Nhưng cái kênh Instagram anh ấy làm như nào thì mình không chia sẻ được nha, các bạn thông cảm điều này. Thì đây là số lượt click vào cái trang của anh đấy. Rồi, thì các bạn nhìn này, trong 25.000 người tiếp cận đây thì có 99% không có đến từ lượt theo dõi trước đó. Thì cái chiến lược mà anh ấy làm là cái gì? Mà các bạn có thể nhìn vào cái bảng phân tích ở đây này. Số lượt hiển thị đây là 29.000 lượt hiển thị, nhưng trong đó là có đến 28.000 lượt đến từ hashtag. Nên các bạn mới biết rằng cái hashtag nó rất quan trọng. Đó, thì bây giờ là cái chiến lược ở đây. Đó, thì bây giờ mình cần phải ghi lại để làm sao nó có thể tạo được. Đó, chiến lược tạo free traffic miễn phí, free traffic là miễn phí rồi, từ Instagram. Ở đây đó là mình viết cái xuống cái từ khóa đây, đó chính là hashtag. Đó chính là hashtag. Thì trong cái video đó anh ấy làm cái hình ảnh đó, anh ấy làm được cái hashtag này được 28.000 lượt tiếp cận. Nó chiếm 99% những cái người mà không theo dõi anh ấy trước đó. Đó, thì bây giờ này, các bạn hãy nhớ rằng là trong trong một bài post, trong một bài post thì Instagram, thì Instagram nó sẽ cho chúng ta đăng lên hoặc là chúng ta được sử dụng, được quyền sử dụng 30 cái hashtag trên một bài post. Rồi, thì cái chiến lược ở đây là trong một bài post đó thì chúng ta cần nó phải sử dụng là khoảng 30 hashtag, đó là maximum. Thì chúng ta có thể tạo được khoảng là 25-30 hashtag trên một bài post. Nên các bạn hãy nhớ là như vậy này, traffic nó đến từ hashtag nó rất là nhiều đó, và những cái người đó không cần phải theo dõi mình trước đó, và đây là lượt truy cập tự nhiên họ đến thông qua cái hashtag đấy nha. Thì bây giờ này, ví dụ nhá, giả sử đây mình đang có một cái trang Instagram của chúng ta ở đây, Instagram đây, thì trên một bài post đó, các bạn hãy nhớ này, chúng ta cần phải sử dụng những cái hashtag ở đây.
ở trong cái bài post của chúng ta ở đây. Thì khi mà người ta bấm đi, ví dụ như giả sử đi, mình sử dụng một chuỗi những hashtag như vậy. Rồi, thì trong cái chuỗi hashtag này nó sẽ có rất là nhiều những cái từ liên quan, ví dụ là I love keto chẳng hạn. Thì giả sử Sơn bấm vào cái phần I love keto ở đây, thì trong cái hashtag này có 72.000 bài viết nó nói về chủ đề về I love keto. Thì giả sử đi những cái người mà người ta tìm chủ đề về I love keto, thì nếu như bây giờ chúng ta sử dụng cái hashtag đó thì có khả năng họ sẽ tìm tới cái bài post mà mình đăng lên. Được chưa? Các bạn hình dung đâu? Nên ở đây trên một bài post thì chúng ta được quyền sử dụng là 30 hashtag. Nên thì mình hãy cần sử dụng những cái hashtag này để mình gia tăng được lượt truy cập tự nhiên nó đến với cái trang Instagram của chúng ta. Ok chưa các bạn? Thì các bạn hình dung được cách làm nhá. Rồi, thì đây là cái mà phần mà Sơn chia sẻ rất là ngắn thôi để cho các bạn thấy được cái chiến lược đây chúng ta đang làm. Mà bên cạnh đó thì cũng có một vài những cái kết quả thành công này. Đây này, anh ấy chia sẻ với Sơn này, hai Sơn, anh có một bài viết gần 1.000 lượt like, 25.000 lượt tiếp cận. Đấy, thì Sơn mới bảo anh ấy chụp hình cho Sơn xem nhá, cái anh đó đó. Rồi, hoặc là một cái kết quả khác này. Ở đây là những anh chị em trong chương trình huấn luyện Clickbank chuyên sâu của Sơn nha. Thì mình kèm cặp, mình hướng dẫn cho anh em cách làm. Và bên cạnh đó là cái ngách làm như nào, sản phẩm làm ra sao, và mình demo dẫn chứng cho anh em và chi tiết từng bước một để anh em có thể làm được. Đấy, thì đây là một bạn học viên trong cái chương trình học viện Clickbank chuyên sâu. Thì bạn ấy hỏi một cái rất là tình cờ thôi, đây có phải là sale không anh Sơn? Đó, thì sau một vài ngày thôi anh ấy làm nó được là bán được một đơn hàng là 31,86 đô la. Ok nha các bạn. Đó, thì chúng ta cần nó phải là bắt đầu để chúng ta có được cái thành quả đi. Nên hãy nhớ đây này, chúng ta làm hãy kiên định với một cái mục tiêu. Và trong thời gian đầu á, là nó sẽ vất vả với các bạn đó, tại vì các bạn nó cần học thêm một kỹ năng mới, các bạn chưa biết cách làm như thế nào trước đó. Thì bây giờ đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải bắt đầu đó. Nếu như bây giờ các bạn chưa có những cái kinh nghiệm trước đó, thì cái lời khuyên đó, các bạn có thể bấm vào cái kênh YouTube của Sơn là Sơn PS, bấm vào nút đăng ký kênh nhá. Và các bạn hãy xem một cái mục video ở đây, hoặc là dễ tìm nhất thì các bạn hãy bấm vào phần danh sách phát để các bạn tìm được những cái danh sách phát Sơn đang chia sẻ về chủ đề về Affiliate Marketing và kiếm tiền với Clickbank. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể follow Sơn ở trên Instagram, hãy là mình tham gia vào trong cái group group là trở thành chiến binh Affiliate Marketer cùng với cả Sơn PS. Thì bạn đã bấm vào xin tham gia, và sau đó thì Sơn sẽ add sát duyệt cho các bạn, và trong này thì các bạn sẽ được trao đổi, giao lưu với những anh em có kinh nghiệm khác và đặt câu hỏi ở trong này, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Và bên cạnh đó thì có những cái thông tin mới thì mình sẽ add các bạn vào đây. Cũng có thể là follow Sơn ở trên Facebook cá nhân, đó là Nguyễn Tùng Sơn nha các bạn. Facebook cá nhân của Sơn ở đây, thì các bạn follow Sơn thì khi mà Sơn thường xuyên đăng những cập nhật mới ở trên này thì các bạn cũng có thể nắm được. Và một cái thông tin nữa đặc biệt đó là như lời hứa đó, thì Sơn đã có khai giảng cái chương trình học Clickbank cơ bản để cho người mới bắt đầu. Cái lớp này là trị giá là 3 triệu nhưng Sơn muốn cho đi nó miễn phí, nó giúp cho các bạn nhận được cái giá trị này. Và có nhiều bạn hỏi là tại sao lại miễn phí ở Sơn. Đơn giản một việc là như vậy là các bạn, bởi vì người giàu thì họ rất là thích xây dựng đội nhóm, họ rất là thích chia sẻ. Còn những cái người mà họ chưa giàu thì họ sẽ thích giữ khăng khăng một mình. Và mình biết rằng cái thị trường nó rất là lớn. Nếu như bây giờ mình có chia sẻ chăng nữa thì cũng chả hết được thị trường. Vẫn có hàng trăm nghìn người đang làm cái này, không thể nào hết thị trường được. Nên bây giờ chỉ thêm được một vài nghìn người nữa thì cũng chẳng thành vấn đề gì hết. Chúng ta vẫn kiếm được tiền, hàng trăm nghìn người kia họ vẫn kiếm được tiền. Được chưa? Mà chúng ta hãy xây dựng được một cái cộng đồng người Việt có thể ngồi tại nhà kiếm được tiền đô la. Không, và chúng ta giúp đỡ nhau phát triển đi lên. Bởi vì ngày hôm nay Sơn giúp các bạn, có thể một ngày nào đó Sơn bị sa cơ lỡ vận hay sao thì sẽ có ai đó sẽ ra giúp mình. Bởi vậy mình không có ngại cái việc là mình chia sẻ. Và cái việc mình chia sẻ là mình chia sẻ biết bao nhiêu năm nay rồi, vẫn có người ném đá, vẫn có người chửi, bảo là nếu mà kiếm tiền ngon như vậy thì cần gì phải đi chia sẻ cho người khác, cần tại sao phải đi dạy cho người khác. Đó mới là tư duy của người nghèo các bạn. Không, bởi vì người nghèo chỉ giữ khăng khăng một mình, họ không bao giờ chia sẻ cho ai. Nhưng bây giờ chúng ta chia sẻ cho nhau, không, cùng nhau giúp đỡ nhau phát triển đi lên, thì đó là một việc rất là tuyệt vời, đúng không nào? Đấy, thì cái chương trình này thì bây giờ mình đang hoàn thiện nó dần. Và cái giao diện nó cũng chưa được đẹp mắt lắm, nhưng các bạn có thể kéo xuống bên dưới này, đây là cái module mà mình sẽ dạy cho các bạn nhé. Về cái quy trình làm Affiliate Marketing này, Clickbank này,
hoặc là Affiliate là cái gì, thì đây là những cái nền tảng cơ bản nhất để chúng ta có thể bắt đầu đó. Và bên cạnh đó là những cái free traffic nào để chúng ta có thể làm ở trên này, thì Sơn có hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn nó vào cái đường link ở phía dưới mô tả của video này, các bạn bấm vào đường link đó thì Sơn sẽ tặng cho các bạn cái chương trình học Clickbank, học Clickbank này đó. Và chương trình là hoàn toàn miễn phí nha. Thì nó có hai chương trình này là chương trình trả phí và chương trình này là chương trình miễn phí. Thì các bạn hãy học chương trình này trước đi đã. Chương trình trả phí á, thì mình từ từ mình quan tâm, mình phải có cái nền tảng cơ bản trước đi đã, được chưa các bạn? Ok, thì video này cũng khá là dài rồi, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Nếu như các bạn thấy video này có giá trị, hữu ích thì đừng quên bấm vào nút like và chia sẻ cái video này lên trên Facebook cá nhân, chia sẻ lên trên những group, hoặc là hãy gửi nó tới cho những người bạn của bạn để họ có thể bắt đầu cái video này và kiếm tiền với Clickbank như thế nào. Đó, và hãy xem những video cũ trước đây của Sơn trên kênh YouTube là Sơn PS. Đó, thì Sơn có hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết đây rồi. Đó, và những video này thì càng ngày về sau thì mình càng cập nhật mới hơn nữa thôi. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ chuẩn bị chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những free traffic khác nữa, để các bạn có thể là xây dựng ở trên cái để mình có thể bán hàng được với Clickbank. Ok, và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị đạt được là 88.888 lượt theo dõi rồi. Các bạn hãy giúp Sơn đăng ký kênh nha các bạn, không để ủng hộ Sơn lên được 88.888 lượt theo dõi. Ok rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Bye bye.